quý vị, sau đây là chương trình đối diện với vấn đề cùng với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Linh. Vâng, kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt Linh và thân chào luật sư Lê Công Tâm ạ. Dạ. Hôm nay số lượng người tử vong trên thế giới vì coronavirus đã lên tới 1/4 triệu người, tức là con số 250.134 người. Trong số đó, số người Mỹ thiệt mạng vì đại dịch coronavirus với cái tỷ lệ là 68.387 người, theo thống kê của trường đại học John Hopkins University. Hoa Kỳ hiện có khoảng 1.170.000 người bị lây nhiễm coronavirus, trong đó thì trong số toàn thể những người bị lây nhiễm coronavirus trên toàn cầu là 3.570.000 người. Con số này được coi là quá thấp nếu cái số thống kê chính xác mà được tất cả các cái quốc gia trên thế giới đưa con số ra một cách đứng đắn, thì cái số bị lây nhiễm nó sẽ nhiều hơn và cái số người chết cũng nó sẽ có nhiều hơn con số hiện tại đưa ra ngày hôm nay. Trong khi mà cái bản thống kê này đưa ra thì tiểu bang California vào thứ Sáu tới đây sẽ cho phép một số các cái cơ sở thương mại mở cửa trở lại một cách giới hạn, và khách hàng có thể nhận hàng bên ngoài cửa hiệu kể từ thứ Sáu này. Vào ngày thứ Năm thì thống đốc sẽ cho phép một số các cái quận hạt mà ít bị ảnh hưởng lây nhiễm của đại dịch coronavirus được phép mở cửa vào ngày thứ Sáu, trong đó kể cả quận Cam của chúng ta. Một số những cái cơ sở thương mại như là tiệm bán quần áo, bán các cái dụng cụ thể dục thể thao, giải trí, các cái tiệm sách và những cái tiệm bán hoa thì sẽ được và đồng thời các cái cơ xưởng sản xuất cũng sẽ được bắt đầu hoạt động trở lại. Thống đốc California cho biết chính quyền quận hạt nào mà ít bị ảnh hưởng thì sẽ có thể được thực hiện cái chương trình giải tỏa phần nào cái lệnh cấm túc rồi. Vâng, thưa quý vị thính giả, khán thính giả của Đài Việt Tinh, khi mà nghe nói tới là thế giới nó có tới bây giờ tới 250.000 người, có nghĩa là 1/4 triệu người chết vì cái cúm Vũ Hán này và 68.000 người Mỹ chết thì chúng ta nghe ghê gớm lắm phải không ạ? Nhưng mà bây giờ vì cái cuộc chiến tranh thương mại thì có thể Trung Quốc sẽ mở một cuộc chiến với lại Hoa Kỳ bằng cách là tạo nên cái cúm Vũ Hán, và toàn thể thế giới bây giờ chúng ta biết là Trung Quốc đang muốn làm lũng đoạn thế giới, và bây giờ đang là cái mùa tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ, cho nên người ta đã tạo nên tất cả những cái điều kiện để làm cho chúng ta hoang mang. Nhưng mà chúng ta cẩn thận để mà tránh lây lan thì an tâm hơn, tốt hơn, nhưng mà không nên quá hoảng loạn, bởi vì năm 2009 đã là 151.700 người chết, và ở trên trong nước Mỹ không đấy nhá, còn ở trên thế giới là 575.000. Thì quý vị cứ việc mà vào cái ông Google quý vị đánh ra thì quý vị đây là cái báo Lancet ở trên nổi tiếng về y khoa đó, nó đã đưa ra cái thống kê đó, cho nên chúng ta rất là an tâm, mặc dù là chúng ta trong bất cứ mùa dịch nào thì chúng ta cũng cẩn thận, đó là cái điều mà chúng ta nên để ý tới. Và trong khi đó, thì cái số người mà khỏi bệnh bây giờ đó là lên tới cả 180.000 người khỏi bệnh, thưa quý vị. Trong khi đó thì tiểu bang California cũng là cái tiểu bang đầu tiên đã vay tiền của chính quyền liên bang để trả tiền thất nghiệp cho những người bị ảnh hưởng cái đại dịch coronavirus này. Tiểu bang California đã mượn 348 triệu Mỹ Kim sau khi được chính quyền liên bang tài trợ cho 10 tỷ Mỹ Kim để trả tiền thất nghiệp cho đến tháng 7 năm 2020 này. Tiểu bang có thể sử dụng tiền này để trả tiền thất nghiệp, trong khi 600 đồng tiền phụ trội thất nghiệp thì sẽ do chính quyền liên bang tài trợ. Tiểu bang California hiện tại có 1.9
tỷ ở trong cái quỹ gọi là quỹ dự trữ để trả tiền lương thất nghiệp, và chỉ có tới số tiền này chỉ có thể tới vào giữa tháng 4. Trong khi đó thì cái số tiền này nó đã bị giảm đi từ 3 tỷ kể từ hồi cuối tháng 2, một tháng trước khi mà cái đại dịch virus nó đã hoành hành lên trên cái nền kinh tế Mỹ. California là một trong 20 tiểu bang có đủ tiền để trả cho cái việc thất nghiệp nếu nền kinh tế suy thoái nó kéo dài, thì chỉ California chỉ có đủ tiền để trả cho 2 tháng thôi, thưa quý vị. Trên toàn quốc thì hiện tại có 30 triệu người thất nghiệp, và riêng tiểu bang California thì có khoảng 3.7 triệu người thất nghiệp. Tiểu bang California trước đây đã mượn 11 tỷ của chính quyền liên bang để trả tiền thất nghiệp trong cái thời kỳ đại suy thoái năm 2007, năm 2008, và cái số tiền này nó đã phải trả cho đến mãi năm 2018 thì mới hết cái nợ đó, thì bây giờ lại phải mượn một cái nợ khác. Nhưng mà người ta, một số các cái chuyên viên kinh tế thì người ta nói rằng là tiểu bang California lần này sẽ khó lòng mà trả lại được cái nợ của chính quyền liên bang. Lý do là vì tiểu bang California đã thâu tối đa cái tiền lợi tức tiểu bang, và cái tháng 4 năm nay đó thì California chỉ thu được có 5.1 tỷ Mỹ kim, so với năm tháng 4 năm ngoái thì tiểu bang California đã thu được tới 19 tỷ Mỹ kim. Lý do là tại vì cái tình trạng thất nghiệp hiện nay và vì cái vấn đề coronavirus, cho nên cái tháng 4 năm nay tiểu bang California đã bị thất thu. Vâng, tiểu bang California may mắn một tí hơn tiểu bang New York, bởi vì tiểu bang California mặc dù là tiểu bang dân chủ, tuy nhiên thì cái việc mà ngăn chặn từ lúc đầu đó, nó đã có hiệu quả. Và đồng thời chúng ta biết là tiểu bang California thì ngoài miền Bắc Cali thì còn có cái khu vực gọi là khu vực San Francisco, là kia là khu vực mà người Mỹ da đen nhiều thì có thể bị ảnh hưởng bởi cái dịch Vũ Hán này. Miền Nam Cali chúng ta may mắn là chỉ có thành phố Los Angeles thôi. Thành ra cái việc mà phí tổn về những cái chi phí về cái việc chữa trị này đó, nó tương đối nó nhẹ hơn so với lại tiểu bang New York, bởi vì tiểu bang New York là một tiểu bang nó có vẻ như là nó quá xô bồ, và ông thống đốc tiểu bang đó là ông Cuomo. Trong thời gian vừa qua đó thì ông díp những máy thở, và đồng thời ông tăng cái số người chết đi vì lý do này, vì lý do đó ông cứ ghép luôn vào cái tiểu bang New York. Thành ra cái tiểu bang New York bây giờ nó không phải là tiểu bang tốt so với lại tiểu bang California. Nhưng mà cái số người tử nạn ở tại tiểu bang Cali, tiểu bang New York phần lớn là vì cái vấn đề cái máy trợ thở đó nó không có giúp, mà nó còn làm cho người ta chết nhanh hơn nữa. Tại vì thứ nhất là cái máy đó là máy đầu tiên, chúng ta phải biết rằng cái tiểu bang đó là không có tăng cường cái máy cho nó hợp với lại cái điều kiện đầu tiên ấy, là vì giai đoạn đầu tiên ấy, là cái tiểu bang đó đã không có mình gọi là những cái máy cũ, những máy hư này kia, thì đáng lý ông mà tiếp liệu với cái đó ông phải để ý, ông xem xét thằng là thiếu cái gì bao nhiêu và cái nào là cái cần phải thay thế, thì ông ấy bắt đầu thay thế, đằng này không có, đến lúc cuối cùng thì sử dụng những cái máy thuộc hoặc là máy cũ. Còn khi mà chính quyền liên bang đưa cái máy tới thì ông Cuomo ông zip thì ông chưa mất xả cho xài một buổi. Và đồng thời những cái việc mà nhìn vào những người dân ở khu vực New York người ta rất là dễ lây lan, bởi vì
cái hệ thống là xe điện xe hoặc là chuyên chở công cộng, hoặc là hệ thống thang máy nó khiến cho dễ lây lan. Và ở đó thì nếu mà chúng ta nhìn vô thì những người mà ở khu vực mà thành phố, chính ngay cả ông thống đốc Cuomo ông cũng xác nhận rằng là cái chính quyền tiểu bang New York cũng đã lầm lẫn trong cái việc đã có những cái biện pháp phòng ngừa cái việc lây lan của cái đại dịch này quá chậm trễ. Lý do là tại vì họ không có ngờ rằng là cái việc mà cái tiểu bang New York và cái tình trạng lây lan cái đại dịch đó nó không phải bắt nguồn trực tiếp từ Vũ Hán, mà nó là gián tiếp, nó là gián tiếp từ không trực tiếp từ Vũ Hán, nhưng mà nó là gián tiếp từ Vũ Hán, tức là nó bị lây lan trực tiếp từ các cái quốc gia Âu Châu, đặc biệt là nước Ý. Tức là có một số người dân ở tại New York, người Mỹ gốc Ý, đã họ về ở Ý và họ tham dự những cái lễ lược ở đó, và họ khi họ trở lại New York thì họ mang cái con virus đó. Có khoảng độ 2.000 người trở lại đều bị lây nhiễm virus từ vào, đã xâm nhập vào trong thành phố và tiểu bang New York. Đến khi mà đã khám phá ra thì nó đã quá trễ rồi. Lúc đó thì cái số người lây lan ở tại New York nó đã lên tới một cái con số quá lớn. Đó là chưa kể, chúng ta biết là đa số những người lây lan và bị chết ấy, đều là những người mà ở những cái viện dưỡng lão. Và ở đó là chúng ta nhìn thấy là những người đó toàn là bệnh hết bệnh này với bệnh kia, gần như là cho tới giờ phút này người ta vẫn không hiểu lý do tại sao mà những cái người ở những cái khu vực ở dưỡng lão họ lại bị lây lan một cách cái con số nó cao hơn là ở những cái khu vực khác. Bởi vì thứ nhất người ta vẫn chưa tìm được cái gọi là cái gì, cái người bệnh nhân đầu tiên mà nó lây lan ở tại những cái nursing home ở tại New York. Và tới giờ phút này cái bài toán đó các cái chuyên viên về y tế người ta cũng không có giải quyết được. Thí dụ như một hai cái cơ sở mà viện dưỡng lão mà nó bị lây thì người ta còn có thể hiểu được, còn cái này nó là hàng loạt những cái viện dưỡng lão ở tại New York. Thứ nhất là những người ở trong viện dưỡng lão toàn là những người già lớn nhiều bệnh, và lại có những người thăm nuôi người bà con tới thăm người này thăm người nọ. Mà chúng ta biết là cái khu vực đó bây giờ đòi hỏi là những người đến thăm phải cách ly ra, phải theo đúng luật lệ của một cái viện dưỡng lão, thì chắc chắn là những cái nhân viên ở viện dưỡng lão đó, người ta rất khó khăn để có thể đáp ứng được những cái điều kiện. Và vì vậy cho nên nó chỉ cần một người thôi, rồi tất cả những người ở trong đó nó sẽ lây người nào sang người kia một cách rất là dễ dàng. Đó là chưa kể có những trường hợp mà chúng ta biết rằng sau khi mà đã vào trong bệnh viện rồi đó mà chưa có giữ hoàn toàn khỏi đó, thì tất nhiên là bắt đầu nghĩa là hơi có vẻ như là tốt rồi đó, thì bệnh viện này gửi trả lại viện dưỡng lão. Thành chính những người đó người ta chưa khỏi, người ta sẽ lây cho những người ở chung quanh. Thành ra cái tình trạng mà ở New York nó rất là khó khăn. Trong khi đó chúng ta thử tưởng tượng là miền Nam Cali này, bây giờ đó có người thân của mình nằm ở trong cái viện dưỡng lão, người ta đâu có cho vô thăm, và muốn vào thăm đó thì không được vô, mà chỉ có nhắn qua những cái nhân viên y tế ở coi cái viện dưỡng lão, cho coi khu vực dưỡng lão đó thôi. Thành ra cái tình trạng lây lan nó mất rất nhiều. Chưa kể là những người tới mà muốn thăm đó, thì những người ta cũng đã theo đúng như cái luật lệ của tiểu bang, liên bang, những khuyến cáo của giới chức y tế, có nghĩa là cũng đeo khẩu trang, cũng mang những cái găng tay vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên cái tình trạng lây lan nó rất ít. Vì vậy chúng ta thử tưởng tượng là ở trong cái khu vực Orange County này của chúng ta đó, thì ngay khi mà chúng ta đi vào các tiệm để chúng ta mua bán ấy, chúng ta cũng thấy rằng người dân của chúng ta ở bên miền Nam Cali đã theo có bây giờ bắt đầu đó có một cái gọi là một thói quen là đứng cách xa nhau rồi, và vào theo cái thứ tự ở trong người ta cho bao nhiêu vào vô,
thì bằng bao người vô và bao nhiêu người ra thay đổi, cho nên cái tình trạng mà chúng ta gọi là nó bớt ở miền Nam Cali chúng ta rất nhiều lần như vậy, thưa ơi. Vâng. Bây giờ sang một cái đề tài khác, thì ngày hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo đã tố cáo đại dịch coronavirus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, khiến cho báo chí của Trung Cộng đã giận dữ và phản kháng. Trong khi đó thì chính quyền Trung Cộng vẫn giữ tính cách im lặng. Vào đúng ngay cái ngày lễ quốc tế, tức là ngày lễ Cộng sản quốc tế, hay còn gọi là ngày lễ lao động quốc tế mùng 1 tháng 5. Chính quyền ở Trung Cộng lâu chính quyền ở Trung Cộng lâu nay đã nói rằng là họ không có dính líu gì về trong cái việc mà gây nên cái tình trạng coronavirus. Tuy nhiên thì chính quyền ông Trump từ bao lâu nay thì cũng đã lên tiếng tố cáo cũng như là phàn nàn là chính quyền Trung Cộng đã không có thẳng thắn để nói một cách đứng đắn về cái nguồn gốc đã gây ra cái đại dịch coronavirus này, và đã tạo ra một cái con số tử vong quá lớn từ trước tới giờ trong cái lịch sử cận đại của nhân loại. Hôm Chủ nhật thì Ngoại trưởng Pompeo ông tố cáo trực tiếp là cái phòng thí nghiệm tại Vũ Hán là cái nơi chứa chấp coronavirus, và ông ta cũng không có nói rằng là ở đó là một cái gọi là một cái tai nạn, mà ông nói hẳn là đây là một cái hành động mà cố ý của chính quyền Trung Quốc. Trong khi đó thì Tân Hoa Xã của Trung Cộng đã lên tiếng tố cáo Ngoại trưởng Mike Pompeo là một cái con quỷ có ý xấu, và đã phun những cái sự độc hại ra ngoài, nói là spit poison ra ngoài. Nhưng mà Ngoại trưởng Mỹ trong cái cuộc phỏng vấn với đài ABC Meets the Press ngày hôm qua thì ông nói là tôi có thể nói với quý vị rằng là đã có một số chứng cứ rõ ràng là đại dịch đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Và Bộ Ngoại giao Trung Cộng cũng đã không có trả lời cái lời tố cáo của Ngoại trưởng Mỹ này, thưa anh. Thưa, không phải là Ngoại trưởng hay là Tổng thống Mỹ nói ra mà chúng ta cũng có thể suy đoán rằng đây là cái con cúm Vũ Hán này nó từ cái Vũ Hán mà ra. Bởi vì lúc đầu tiên thì Trung Cộng nói rằng đây là nó do cái chợ những động vật hoang dã ở bên cạnh cái phòng thí nghiệm Vũ Hán mà thôi. Nhưng mà sau đó thì Trung Cộng nói là không phải là những con này, và đến lúc mà khi mà nó lây lan thì chính phủ Mỹ bắt đầu nghĩ là đề nghị là sẽ đưa những cái chuyên viên của Hoa Kỳ tới Vũ Hán hoặc là tới các nơi ở bên Trung Quốc để mà ngăn cản, thì Trung Cộng lại không muốn như thế, cho nên nó có rất nhiều những cái nghi vấn liên quan tới cái việc mà Trung Cộng đã tạo nên cái con này. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng cái giới chức tình báo của Hoa Kỳ hiện nay bây giờ tới giờ phút này người ta cố tình người ta làm nhẹ xuống để mà trong tương lai đó nó có thể có những vấn đề hai bên nữa, Hoa Kỳ và Trung Quốc nói chuyện với nhau, dàn xếp với nhau mức độ nào đó thế thôi. Chứ còn nếu bây giờ mà nói rằng thực sự nếu mà nói ông Tổng thống nói rằng cái này là do Trung Cộng gây nên, tất nhiên là có cuộc chiến tranh về giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ thì cái chuyện nó lớn ra. Cho nên hiện nay tới bây giờ thì không phải là chỉ có Hoa Kỳ nói thôi, mà những cái cơ quan tình báo và những cái quốc gia của cái gọi là năm con mắt ấy, là Canada, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Tân Tây Lan đang nghiên cứu, và người ta thấy đưa ra một cái bản báo cáo 15 trang. Trong bản báo cáo 15 trang đó thì rất nhiều những cái chứng cứ ở trong đó nói rằng cái con cúm Vũ Hán này là từ Trung Quốc gây ra. Mà vì
cái này không phải tự nhiên từ động vật hoang dã mà ra được, bởi vì động vật hoang dã từ trước nay người ta đã ăn, người ta đã làm việc với nó từ lâu rồi, mà đâu có chuyện gì xảy ra một cách tàn tệ như ngày hôm nay. Nhưng mà cái cơ quan của Vũ Hán ấy, ở châu đó, đó người ta đã biến cái con virus này ấy, để trở thành nguy hiểm. Và trong suốt thời gian lúc đầu tiên khi mà dịch nó bùng nổ ở Trung Quốc ấy, thì Trung Quốc cố tình giấu, rồi trong khi đó thì Trung Quốc đưa người đi tất cả các nơi của Âu Châu và của Hoa Kỳ, mua tất cả những cái vật phẩm về y tế, từ khẩu trang và kia về để làm gì, để biết rằng chuyện đó nó sẽ xảy ra. Và khi nó xảy ra thì bán với giá. Đó là một trong những cái lý do mà Trung Quốc không có thể nào trả lời được tại sao Trung Quốc lại có những cái hành động như vậy xảy ra trong cái lúc mà cái đại dịch nó bắt đầu khởi thủy từ tại Vũ Hán. Đó là chưa kể cái việc ông Steros, tức là cái người mà đứng đầu cơ quan WHO, tức là cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc, là một cái người có thể nói là hầu như là đã ăn tiền của chính quyền Trung Cộng. Cái hồi Tết ông này đã đến viếng thăm Tập Cận Bình và khen, và cái điều đó đã xảy ra vào cái lúc mà đại dịch coronavirus đã bắt đầu xuất hiện tại Vũ Hán trước đó. Thì dĩ nhiên là chính quyền của ông Trump đã cúp tiền viện trợ cho cái tổ chức WHO, thì người ta cũng nghĩ là trước sau gì thì ông này cũng mất chức. Nhưng mà cái tổ chức mà y tế của Liên Hợp Quốc đã không làm đúng một cái vai trò của nó. Và trong những cái ngày tháng sắp tới, chúng ta không biết rằng là liệu rằng là thế giới nó sẽ có những cái phản ứng nào đối với Trung Quốc cũng như là với cái tổ chức WHO này. Bây giờ sang một cái vấn đề nữa là cũng liên quan tới vấn đề Trung Quốc và cái vấn đề đại dịch coronavirus. Thì một trong những cái người mà chiến lược gia của Trung Cộng mà được coi như là diều hâu nhất, thì mới đây ông ta tuyên bố rằng là Trung Cộng đừng có lợi dụng cái tình trạng coronavirus này để mà chiếm cứ lại Đài Loan. Đó là một cái lời phê bình đưa ra làm cho toàn cả thế giới ngạc nhiên hết. Anh cũng biết rằng là cái ông gọi là Cao Liễn này đó, ông này trước đây là một cái người thiếu tướng không quân của quân lực Trung Cộng, và ông ta đã từ chức, và ông cũng là giáo sư giảng viên ở cái trường Đại học Quân sự của Bắc Kinh của Trung Cộng. Thì ông này năm 2004 ông là đồng tác giả viết một cái cuốn sách rằng là nói rằng là làm thế nào có một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ mà phải chiến thắng. Thì bây giờ ông lại đưa ra một cái lập luận rằng là ông đặt cái câu hỏi rằng là Trung Cộng liệu có thể nào mà lấy lại được Đài Loan hay không. Thì cái câu trả lời của ông là dĩ nhiên là không. Ông nói rằng là nếu mà muốn lấy lại Đài Loan đó, thì Trung Cộng sẽ phải dồn hết tất cả những cái tài nguyên, rồi năng lực, rồi về cả về phương diện quân sự, và cái đó nó rất là tốn kém cho một cái Trung Cộng. Trong khi đó thì Trung Cộng nên nhìn để dành tất cả những cái tài nguyên và những cái nguồn năng lực của Trung Cộng để mà xây dựng một cái đời sống hạnh phúc ấm no cho người dân Trung Quốc. Vâng, ông đó là một cái điều mới nhất. Vâng, ông này tương đối là khôn ngoan, bởi vì sau khi mà đã quan sát giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về cuộc chiến tranh thương mại, và sau khi quan sát về cái hậu quả của đại dịch cúm Vũ Hán này thì ông kiểm điểm lại thấy rõ ràng là Trung Quốc bây giờ nó không phải như là hồi trước nữa. Bây giờ chính phủ của Mỹ là tổng thống của Donald Trump chứ không phải như hồi đó là tổng thống Obama. Và thêm nữa một điều nữa là nếu mà Trung Cộng cố tình mà giành lấy Đài Loan bằng vũ lực ấy, thì thực sự cái đó là điểm sai lầm lớn nhất. Vì trong cái kỳ vừa rồi thì Đài Loan đã bầu
và thắng cử cái phe mà tương đối muốn độc lập đã thắng cử một cách rất là vẻ vang. Đó là chưa kể nếu mà sử dụng cái vũ khí để mà muốn tiêu diệt Đài Loan thì ngược lại Đài Loan cũng phải tự vệ để tiêu diệt ngược lại Trung Quốc. Mà Trung Quốc ấy, giống như là một cái gã khổng lồ mà có những điểm yếu, giống như là điểm yếu đó, một trong những điểm yếu là cái đập tam hiệp. Nếu mà Trung Quốc muốn diệt Đài Loan thì Đài Loan bắt buộc nó phải tự vệ về điều đó. Đó là chúng ta chưa kể là hiện nay bây giờ cái tư thế của Đài Loan về phương diện Trung Quốc càng hung hăng bao nhiêu thì cái tư thế Đài Loan trên trường quốc tế nó càng mạnh. Chúng ta biết rằng bây giờ Hoa Lan đã nâng cấp một cái cơ quan về y tế, về ngoại giao lên một bậc, và đồng thời đối với lại Đài Loan bây giờ thì Mỹ cũng như một số quốc gia mà trong phe Tây phương ấy, muốn đưa nâng cấp của Đài Loan lên, có nghĩa là Đài Loan mỗi ngày một mạnh lên chứ không phải nó yếu đi. Cho nên sử dụng võ lực đối với Đài Loan bây giờ đối với ông ấy, theo như chúng ta thấy, đồng ý với ông ấy là sai hoàn toàn. Rồi. Bây giờ trở lại cái vấn đề ở tại quận Cam, thì ngày hôm nay đài của chúng tôi cũng đã nhận được một cái thư của ông giám đốc sở bầu cử quận Cam là ông Neil Kelly. Thì ông gửi ra một cái email vào lúc 5:20 chiều ngày hôm nay, tức là ngày 4 tây tháng 5, ngày thứ hai. Thì ông cho biết rằng là cho tới giờ phút này thì cái phía bên mà đòi bãi nhiệm đó, và bây giờ thì họ đòi đếm phiếu trở lại đó, thì cũng đã không tìm ra được tất cả những cái bằng cớ nào mà nó liên hệ tới cái việc mà họ tố cáo rằng là có thể cái cuộc bầu cử mà họ đã thất bại hoàn toàn vào ngày 7 tây tháng 4 đó là có những cái sự kiện gian lận. Thì ông có đưa ra 4 điểm. Thì điểm thứ nhất, trong cái lá thư này thì ông nói rằng là cho tới giờ phút này thì phía bên đòi đếm phiếu trở lại vẫn tiếp tục coi những cái lá phiếu, những cái bao thơ của những cái lá phiếu, và những cái bao thơ của những cái lá phiếu mà bưu điện đã không có giao tới tận tay cho cử tri. Thì người ta không biết rằng là phía bên đòi kiểm phiếu đó đang có một cái kế sách nào. Và cái thứ hai nữa thì ông nói rằng là ngày mai là ngày 5 tây tháng 3 và ngày thứ tư là 6 tây tháng 3, cũng như là ngày thứ năm 7 tây tháng 3 từ 9 giờ tới 5 giờ thì cái việc đếm phiếu trở lại vẫn tiếp tục. Và ông nói, và sau cùng thì ông kết luận là ông nói là cho tới giờ phút này thì không có một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là phía bên chống bãi nhiệm, tức là phía bên thắng cử, có những cái dấu hiệu nào mà đã vi phạm tới cái việc bầu cử. Thì quý vị cũng nghe ở trên những cái đài TV mà thân với những cái người muốn bãi nhiệm đó, thì nói rằng là ồ, cái cuộc bầu cử nó có in phiếu, nó có gian lận. Và dĩ nhiên cho tới giờ phút này thì thưa quý vị, theo cái báo cáo của ông Neil Kelly đó, thì số tiền mà bỏ ra để mà đếm phiếu trở lại nó đã gần tới $100,000. Thì nó chia ra, nó cũng có một cái chi tiết ra như thế này. 6.137 đồng là trả cho cái tiền mà lựa những cái lá phiếu ra và chuẩn bị ra những cái lá phiếu để cho mấy ông đếm trở lại. Mỗi ngày phải trả 2.396 đồng 24 xu cho những cái người ở trong cái ủy ban bầu cử đó, họ ngồi họ đếm phiếu trở lại, và những cái người mà nhân viên giám sát để mà bảo đảm rằng là cái việc đếm phiếu trở lại nó đúng theo những cái luật định.
thì phía bên mà bãi nhiệm đó, tức là cái phía bên mà đòi lật đổ chính quyền của thành phố Westminster đã phải bỏ ra cái tiền không đã 10.000. Và nói tóm lại là cái số tiền nó đã lên tốn vào khoảng gần 100.000 đô la thưa anh, để cho cái việc mà đếm phiếu trở lại, nhưng mà cái kết quả thì nó vẫn là con kiến kiền củ khoai. Thì nếu mà đồng hương thấy rằng là trên những cái đài TV mà nó thân với cái nhóm đòi kiểm phiếu đó, và nói rằng là có gian lận, chúng tôi thấy có in bao nhiêu phiếu đó, tất cả những cái đó đều là do những cái phần tử mà tìm cách phá hoại cộng đồng đó đưa ra những cái nguồn tin thất thiệt. Chúng tôi xin trình bày với quý vị, đây là cái thơ của ông Neil Kelly. Dĩ nhiên quý vị không thấy, nhưng mà quý vị có thể thấy là đây là cái email của ông Neil Kelly. Cho tới giờ phút này ông cho biết rằng là không có một cái sự kiện hay là một cái lá phiếu hay một cái hành động nào mà liên quan tới cái việc đếm phiếu trở lại, cho thấy rằng là có cái sự gian lận hay là có những cái vấn đề trong cái việc bầu cử ngày 7 tây tháng 4. Nếu cái việc gian lận là gian lận về cái phía những người có tiền bỏ ra để có thể làm cái này cái kia, chứ còn những nghị viên như là Tạ Đức Chí và Nguyễn Mạnh Chí và Kimberly Hồ đó, thì đâu có đủ tiền để mà làm những cái việc gian lận đó. Cho nên cái việc mà gian lận cũng như là việc bỏ tiền ra để mua các đài phát thanh ở kia, nó nói ra để cho cái việc thua của mình nó không có quá như là lộ liễu và chơi chén, thì cái đó là đối với người có tiền đó. Mà có tiền thì thực sự là do tỷ phú bỏ ra, chứ mấy người đó có bỏ ra đâu. Vâng, thì dĩ nhiên là một số những cái người Mỹ da trắng mà họ tìm cách lũng đoạn cái chính quyền của thành phố Westminster, cộng với một số tay sai như những người mà chúng tôi có thể nói tên sơ qua, giống như Phạm Kim Long. Quý vị thấy là ông ta là một cái người ở một cái vị thế mà ông vẫn từng tự hào, ông là tiến sĩ, ông là từng cụ dân cử, và ông đi, ông làm công bọc cho những cái nhóm Mỹ trắng này trong hơn một tuần lễ qua, và ngồi đếm phiếu mà cho tới giờ phút này vẫn không tìm ra được một cái lá phiếu nào mà có thể nói là bất hợp lệ. Thì có người gọi cái này là những cái người mà đòi bãi nhiệm là những cái người chết hai lần thôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề ở đây, và chúng tôi hy vọng rằng chương trình này sẽ được liên tục thường xuyên để đóng góp với quý khán thính giả. Thì xin mời quý vị có thể lên cái website của chúng tôi là vietmediagroup.com để cho chúng tôi biết những cái ý kiến, và trong tương lai chúng tôi sẽ hoàn thiện cái chương trình này để có thể quý vị có những cái câu hỏi đặt trực tiếp với chúng tôi, và chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ mang lại tất cả những cái tin tức có thể nói là chính xác và nhanh chóng nhất đến tay quý đồng hương và quý khán thính giả đã nghe qua cái đài radio AM 1480 cũng như là FM 106.3 của đài Việt Linh. Thì bây giờ quý vị cũng có thể xem chúng tôi ở trên YouTube chương trình đối diện với vấn đề. Một lần nữa trân trọng kính chào quý khán thính giả.